Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cái ví dụ về cái việc là stack là một cái mảng ha. Thì để làm ví dụ này cho dễ hiểu thì các bạn sẽ làm một cái form. Ở đó nó có cái input và ở đó nó có một cái button. Cái input đó mình sẽ nhập thông tin, và khi click vào cái button đó thì nó sẽ thêm cái thông tin vào một cái mảng. Và cái mảng đó sẽ hiển thị ngay bên dưới đó ha. Thì bắt đầu mình tạo một cái component mới ha. Mình đặt tên là mảng. Đó, vậy đi. Cho nó nhanh. JSX. Ok. Đối với cái mảng này thì cũng là export luôn. Export default luôn. Rồi, mình đặt tên là mảng luôn các bạn. Rồi. Với cái này thì mình muốn hiển thị cái gì lên thì mình return trước đi. Đó, mình return trước. Rồi, muốn hiển thị gì ngay chỗ này là mình cho hiển thị nè. Nếu là nhiều dòng mã ngay đây thì các bạn cho một cái thẻ trống này. Rồi, ở đây thì các bạn để là H1 đi chẳng hạn. Danh sách công việc ví dụ như vậy chẳng hạn, vậy ha. Rồi cái đây mình sẽ nhập input, mình sẽ thêm một cái input nè. Một input này là input test đương nhiên rồi, và input này chỉ một input thôi, cho nên chúng ta sẽ sử dụng value là được. Với cái value này á thì mình đặt tên là new đi, new name đi, new công việc đi, hoặc là công việc mới đi, new CV đi, new công việc ha. Và cái input này chắc chắn mình sử dụng on-chain, thì on-chain này á sau khi mà thay đổi á, thì nó gán cho cái new công việc đó. Thì mình để là thay đổi, không phải, mình để là cập nhật handle change đi, để handle change cho dễ nhớ. Mà để là, để gì ta, để công việc mới đi, để thêm công việc đi. Đó, mình để thêm công việc. Rồi ok. Thì nếu mà được thì mình để placeholder để mình dễ nhớ ha. Nhập công việc mới. Rồi, cái này là cái để gán giá trị thôi. Bây giờ mình tiếp một cái input, một button. Cái button này là cái button quyết định là mình có add cái công việc này vô cái danh sách công việc không. Tức là những công việc yêu thích đó chẳng hạn, hoặc là cái menu, hoặc là bất cứ cái gì. Tức là mình nhập một cái test rồi mình add nó vô cái mảng á, ha. Thì ngay chỗ này mình để là thêm công việc. Hay là mình để sở thích gì đó cho dễ nhớ ha, dễ làm. Rồi, với thêm công việc này thì sự kiện cho cái button này đó là on click. Thì đối với on click này thì các bạn sẽ là cho nó một cái hàm nào đó, ví dụ như là thêm, không phải thêm công việc ở trên rồi, thì cái này mình để là mình để là thêm danh sách đó. Tức là cái này là cha nè, cái này chỉ liên quan đến con thôi nè ha. Công việc này nè, mình để là công việc mới đi. Đó, mình lấy công việc mới. Cái này là new công việc, cái này là công việc mới, cái này là cái hàm. Còn cái này là cái biến nó gán giá trị ha. Rồi, sau khi mình đã có cái này rồi á, thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ show. Khi mình show ra đó thì các bạn sẽ sử dụng cái map để các bạn show ra. Với ví dụ như cái mảng công việc này á, mỗi lần mình map như vậy là một công việc, và chắc chắn phải có index. Công việc đó mình xuất ra cái li, thì mỗi li nó là một cái key. Chắc chắn bắt buộc phải có key ha, và bắt buộc phải có index. Và đây là cái tên công việc của mình xuất hiện ở đây. Ok không? Rồi, thì đây là một cái hàm mà mình sẽ khai báo ở phía trên kia cũng được ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ import. Import React phẩy, và mình sử dụng cái gì? Mình sử dụng cái view style from. Rồi, React. Rồi mình phẩy ha. Cái này là view style. Rồi, đối với view state này, sau khi mình khai báo xong thì xuống đây mình sẽ khai báo một cái view state công việc mới. Rồi, cái mảng công việc này sẽ lưu tất cả các công việc. Rồi, một cái công việc mới, mình sẽ set công việc mới bằng một cái giá trị khởi điểm là không, mảng này là mảng rỗng. Rồi. Rồi, một cái hàm đầu tiên của mình đó là cái hàm là công việc mới. Với công việc mới này thì nó đơn giản là nó chỉ set công việc mới cho cái new CV này bằng cái value của cái thằng E, cái thằng mà mình đang on chain nó ha, đang có sự kiện on chain. Còn với sự kiện on click này á thì mình sẽ thêm set mảng công việc ha, set mảng công việc, mình sẽ thêm cái công việc mới đó đó vào trong cái mảng công việc của mình. Và lúc đó đó mình sẽ set new công việc lại bằng giá trị rỗng lại. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần là mảng công việc này nè, mình show nó ra.
Thì ngay cái vị trí này mình có thể show trực tiếp vậy cũng được. Hoặc là cái phần này nè, mình cho nó thành một cái biến mảng mới để cho mình dễ theo dõi giống vậy trên ha. Danh sách công việc nó sẽ bằng đó, nó sẽ bằng với cái gì? Nó sẽ bằng với nguyên cái phần mới nãy đó. Đó. Rồi cái danh sách công việc này mình chỉ cần show đây thôi là xong rồi. Mình đi không? Im bọt. Rồi xong. Danh sách công việc. Rồi ABC vậy đó, thêm xem 5.8 vậy đó. Đó ok ha. Đấy. To do. Nhập sở thích, nhập menu đó chẳng hạn ha. Đó, thì đó là start về cái mảng để nó lưu trữ các giá trị mình nhập từ cái input. Rồi các bạn chỉ cần là CSS sơ sơ lại cho nó rõ ràng ha, bài nào ra bài nấy. Rồi sau đó thì các bạn có thể là dùng router để các bạn liệt kê danh sách các bài tập nhỏ này. Và khi click vào cái menu nào thì nó sẽ hiển thị cái nội dung bài đó ra đây. Là ok ha. Làm như vậy cho nó có thứ tự và mình học luôn cái phần là router.